đề ra những phương hướng nhiệm vụ mới và bầu ra ban chủ nhiệm khóa mới. Hội viên câu lạc bộ xã xin biểu diễn một trong những chương trình chọn lọc để chào mừng đại hội. Mời quý vị đại biểu đến dự đại hội. Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu cùng thưởng thức tiết mục thứ nhất là điệu múa chuông ca ngợi tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc trong những kháng chiến bảo vệ tổ quốc và tinh thần hăng hái lao động sản xuất của nhân dân ta. Tiết mục múa do các diễn viên nữ của câu lạc bộ ta thực hiện. Thank you.
với điệu múa chào mừng năm mới con trưởng thành. Đây là làn điệu múa đồng hợp của các làn điệu múa mừng xuân, múa cấp sắc và múa trong đám hiếu của người gia đưa tiền để báo hiếu chào năm mới và mừng con trưởng thành bằng lễ cấp sắc đặt tên Phật cho người con trai. Đây là làn điệu múa dân gian đặc sắc trong nhiều năm qua đã đi biểu diễn từ huyện, tỉnh, trung ương đều đạt giải A. Xin mời quý vị đại biểu chúng ta cùng thưởng thức.